Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân. Cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của hàng triệu người và tôi tin rằng cuốn sách cũng sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn. Và ngày hôm nay là tờ kinh số 5. Tờ kinh số 5. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Và tôi sẽ phải làm những gì đây trong cái thời giờ quý báu còn lại của quãng đời này. Trước hết, tôi sẽ đậy kín chai nước của đời tôi, không để một giọt nước nào có thể đổ ra trên nền cát. Tôi sẽ không hoang phí một giây phút nào để than khóc cho những bất hạnh của ngày hôm qua, những thất bại của ngày hôm qua. Bởi vì tôi không dại gì vứt thêm những trái táo tốt vào đống táo đã hư nữa. Nước có thể chảy ngược trong dòng suối thời gian không? Mặt trời có mọc ở phương Tây và lặn ở phương Đông không? Tôi có thể khơi lại những lỗi lầm của ngày hôm qua để sửa đổi không? Tôi có thể làm vết thương của ngày hôm qua biến mất bằng suy tưởng không? Tôi có thể lấy lại lời nói độc ác, hành vi xấu xa, thủ đoạn lưu manh của ngày hôm qua được không? Hoàn toàn là không. Vậy thì hãy để những gì đã xảy ra nằm yên dưới mộ và tôi sẽ không bao giờ nghĩ về chúng nữa. Hôm nay, tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của đời tôi. Ngày hôm nay, tất cả những gì tôi đang có và những giờ phút này là tất cả một thiên thu thực sự trước mắt tôi. Tôi xin chào đón bình minh hôm nay bằng nỗi vui ướt mi của người tử tội vừa được ân xá. Tôi sẽ giơ cao cánh tay đón mừng và cảm tạ món quà vô giá có tên là ngày hôm nay. Trong tận đáy tim, tôi thành kính tạ ơn sự sống khi nghĩ đến những người còn sống ngày hôm qua, hôm nay đã nằm yên dưới mộ. Tôi là kẻ may mắn và giờ phút này là một phần thưởng đặc biệt. Dù tôi không xứng đáng, tại sao tôi được hưởng những lạc thú này? Khi nào kẻ đạo đức khôn ngoan hơn tôi đã nằm xuống? Có thể là họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của đời họ, trong khi tôi vẫn chưa xong. Vậy thì đây là một cơ hội cuối cùng để tôi trở thành một con người đúng như tiềm năng đã có. Nếu thiên nhiên có dành cho tôi một nhiệm vụ, thì đây là ngày để tôi bắt tay vào việc. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tôi chỉ có một đời và đời sống chỉ là một định lượng của thời gian. Khi tôi hoang phí thời gian, tôi cũng đã hủy tiêu đời sống. Nếu tôi hoang phí ngày hôm nay, tôi sẽ hủy tiêu trang cuối cùng của trang sách của đời tôi. Vì vậy, tôi sẽ nâng niu trìu mến mỗi một giây phút vì thời gian không bao giờ trở lại. Thời gian không như tiền bạc, bỏ vào chương mục ngày hôm nay để lấy ra ngày mai. Thời gian là gió thoảng, không ai có thể cầm giữ. Tôi sẽ ôm chặt từng phút giây của ngày hôm nay bằng cái ôm trang trọng của tình yêu dành cho một vật vô giá. Một nhà tỷ phú có thể mua thêm được giây phút nào trước khi nhắm mắt không? Vậy thì tôi làm sao định giá được thời gian? Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tôi sẽ tránh né hoặc tiêu diệt những kẻ thù của thời gian. Tôi sẽ giết chết những do dự bằng hành động. Tôi sẽ giết những nghi ngờ bằng niềm tin. Tôi sẽ cười vang trêu ghẹo những sợ hãi. Tôi sẽ không nghe những thị phi nhỏ nhoi. Tôi sẽ không bàn luận những câu chuyện vô bổ. Tôi sẽ không tụ họp với những kẻ vô công rồi nghề. Tôi hiểu rằng khi ăn không ngồi dỗi, tôi đã cướp đi những thức ăn, những áo quần, những tiện dụng của tha nhân. Tôi không thể là một tên trộm. Tôi là một con người với đúng nghĩa của con người. Và hôm nay là người cuối cùng để tôi bày tỏ cái vĩ đại của con người tôi. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tôi sẽ hoàn tất mọi nhiệm vụ phải làm của ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ chơi đùa với con cái tôi, vì ngày mai chúng sẽ đi xa và tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng. Hôm nay tôi sẽ hôn nồng nàn người tôi yêu say đắm, vì ngày mai tất cả chúng ta đều phải ra đi. Hôm nay tôi sẽ giúp đỡ bạn tôi vì hắn đang cần. Ngày mai hoặc hắn sẽ không cần nữa, hoặc tôi sẽ không còn nghe được những lời khẩn cầu của hắn. Hôm nay tôi xin dâng hiến tâm hồn và thể xác này cho công việc, vì ngày mai tôi không còn gì để cho và không còn ai để nhận. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Và nếu đây là ngày cuối cùng, tôi phải sáng tạo một tuyệt phẩm để đời thật vĩ đại. Hôm nay sẽ là ngày tốt đẹp nhất của đời tôi. Tôi sẽ sống say đắm đến từng phút giây,
nghe men rượu thấm từng thớ thịt và cảm tạ sự say đắm này. Mỗi một phút giây, mỗi một giờ giấc là một món hàng tôi sẽ trao đổi hay mua bán với giá thật cao. Tôi sẽ làm việc hăng say như chưa bao giờ làm. Tôi sẽ không ngừng nghỉ trước khi tác phẩm hoàn tất. Tôi sẽ giao thiệp, thăm viếng, sáng tạo, mua bán gấp chục lần ngày hôm qua. Tôi sẽ nhìn thấy hiệu năng của một phút hôm nay bằng một giờ hôm qua. Ngày cuối cùng sẽ là ngày tối thượng. Hôm nay tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Và nếu sáng mai tôi còn trở dậy, tôi xin được quỳ lại sự sống với muôn vàn cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong tờ kinh số 5 của cuốn sách Thay đổi cuộc đời hàng triệu người, Bí mật của Phan Thiên Ân. Và tôi xin hẹn gặp lại các bạn ở tờ kinh số 6, phần tiếp theo của cuốn sách này.